vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn ngày mới làm việc và học tập hiệu quả. Trong video này sẽ có các hình ảnh về trung tâm tài chính Phú Mỹ Hưng, dự án Sunshine City và The Infinity Riverbond. Sunshine City Sài Gòn được xây dựng bên dòng sông Cả Cấm thuộc phường Tân Phú, quận 7. Chủ đầu tư là Sunshine Group. Quy mô dự án gồm 9 tòa tháp căn hộ cao từ 26 đến 38 tầng. Được khởi công vào năm 2018, được kỳ vọng hoàn thành vào năm 2020. Tuy nhiên đến nay dự án mới chỉ hoàn thành và đưa vào hoạt động 2 tòa tháp. Hiện tại đang thi công 3 tòa tháp tiếp theo trong dự án. Tiến độ lần lượt từ phải qua là 36, 33, 28 tầng. Sau một thời gian tạm dừng thì tiến độ lên tầng của dự án khá ổn định. Hôm nay mình đi ngang qua thì thấy khá bất ngờ. Tòa dự án đều được lắp kính 100%. Dự án còn 4 tòa tháp chưa được triển khai. Vị trí dự án rất đẹp, cách trung tâm khu đô thị Phú Mỹ Hưng chỉ bằng một cây cầu, xung quanh là trường học, cơ quan hành chính, văn phòng. Từ dự án có thể nhìn bao quát Phú Mỹ Hưng, cầu Phú Mỹ hay thậm chí cả Landmark 81.
Ngoài ra dự án còn có dòng sông Cả Cấm chạy qua mặt tiền. Sunshine City là dự án căn hộ cao cấp nên thiết kế của các tòa tháp nhìn cũng rất đẹp và hiện đại. Ban đêm tòa tháp đã hoàn thành được gắn các dãy đèn LED, trình chiếu ánh sáng rất rực rỡ. Theo là hình ảnh của dự án The Infinity Riverbond. Được phát triển bởi Keppel Land dựa trên thành công của giai đoạn 1 và giai đoạn 2 ở bên cạnh. Đến nay giai đoạn 3 cũng đã được thi công rầm rộ. Dự án gồm 4 tòa nhà với 42 tầng nổi, dự kiến hoàn thành và bàn giao năm 2025. Dự án này có vị trí rất đẹp, nằm cạnh cầu Phú Mỹ, khu tài chính Phú Mỹ Hưng. Ngoài ra dự án còn có dòng sông Cả Cấm chạy qua với nhiều không gian xanh, tạo nên phong cách sống thoải mái và hiện đại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký kênh và bình luận góp ý phía bên dưới để kênh làm tốt hơn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!